Xin chào tất cả các em. Thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em làm một cái hiệu ứng chữ trong Illustrator. Chúng ta hay thường thấy trong những cái thiết kế mà product promotion poster của những cái nhãn hàng giống như là Shopee hay là Lazada hay là những cái app giống như là của Grab vân vân, thì nó sẽ có những cái hiệu ứng chữ, nó sử dụng cái effect để nó tạo ra những cái khối, những cái bóng. À, giống như trên màn hình chúng ta đang thấy là như vậy đó. Hiện nay thì có một số cái vài cái trang web nó đã hỗ trợ cho chúng ta có những cái text effect này rồi. À, chúng ta có thể dùng những cái sụt đó và chúng ta có thể thay đổi nội dung thôi. Tuy nhiên khi chúng ta là một người học thiết kế thì ngoài cái việc mà chúng ta tất nhiên là chúng ta tận dụng hết cái nguồn tài nguyên trên sẵn có, thì chúng ta cũng phải biết chúng ta cũng phải biết chúng ta làm nó như thế nào. Đấy, chúng ta không phải như khi nào lúc nào chúng ta cũng đi sao chép cả. Thì để tạo được cái chữ mà text effect như thế này, các em sẽ thực hiện một vài cái thao tác thôi. Thực ra là nó cũng đơn giản lắm nha. Khi làm thì các em nhớ để ý kỹ nha. Ở đây thì kéo ra bên ngoài đi. Trước tiên thì thầy sẽ đi gõ một phông chữ đúng không? Chọn chữ T, kích vào màn hình một cái thì gõ chữ fresh. Rồi, fresh. Thầy thì kéo nó to lên, giữ shift kéo này, nhớ là các em giữ shift kéo cho nó khỏi bị méo cái hình, méo cái chữ. Thì đây thì đi chọn một cái font trên cái mục character thì sổ ra, và trong một số cái giao diện của em nó có hiển thị cái property nó nằm đây, thì ở đây nó có cái phần character thì chúng ta cũng sổ một đây, chúng ta có thể chọn được chữ ha. Thì ở đây thì lướt xuống thì chọn phông chữ cho nó phù hợp. Khi chúng ta chọn phông chữ, chúng ta cũng cố gắng đi chọn phông chữ cho nó phù hợp với cái nội dung mà chúng ta cần truyền tải. Thầy sẽ đi chọn cái phông này, gọi là phông SVN Silver Print. Thầy chọn phông này. Đây là chúng ta được vừa gõ tạo một cái phông chữ đúng không? Bước tiếp theo là chúng ta sẽ vào đây nha. Chúng ta vào cái mục là Window. Game sâu ra em chọn cho thầy một mục là Aspirants. Aspirants là nó ship F6 nằm đây nè. Kéo qua, đó là đây là cái bản Aspirants. Thì cái bảng này nó sẽ cho chúng ta sẽ tạo những effect. Các em để ý đây thì chọn một phông chữ đúng không? À, chọn một đối tượng này. Thì ở đây nó sẽ có bên dưới cái bảng aspirant này, nó sẽ có chữ gì? Add new stroke và add new fill, nghĩa là cho chúng ta thêm màu đường viền và thêm màu của đối tượng đó. Và ở đây nó có chữ fx. Fx là viết tắt của cái effect, add new effect. Em thấy gì nào? Rồi. Như vậy để tạo được một cái màu sắc giống như chúng ta sẽ thấy hiện tại này, đổ một màu trắng à, đổ một màu trắng như thế này, thì chúng ta chọn cái chữ chúng ta vừa gõ này, để cái bên cho các em dễ hình dung ha. Rồi chọn cái chữ fresh giống như chúng ta vừa gõ này, thì trong cái bảng aspirant chúng ta chọn nó ngay các em, chọn nó và chúng ta vào đây, chúng ta add new fill, kích vào đây, chúng ta thấy mặc định của nó là màu đen đúng không? Chúng ta sổ ra, chúng ta có thể chọn ba cái cách đổ màu ở đây. Cách thứ nhất là chúng ta đổ theo swatch, cách thứ hai chúng ta đổ theo cái kiểu color mixer, cái thứ ba là gradient. Thì ở đây chúng ta cần màu đơn đơn sắc thì chúng ta sẽ có thể chọn vào cái phần swatch này, chúng ta chọn màu trắng đó. Đó như vậy chúng ta sẽ có một cái chữ fresh màu trắng. Rồi ở đây thì chưa có, mới đạt được cái tính năng là cái đủ màu cho cái chữ màu trắng này thôi. Các em để ý ở dưới chữ fresh này nó sẽ có một cái khối bóng đổ đúng không, bóng đổ màu hồng như thế này. Rồi chúng ta sẽ làm nó như sau. Ở đây các em, trong cái chỗ mục fill này nó có một mũi tên nhỏ, em kích vào đây để cho gì nó gọn lại ha, sổ ra gọn lại thì ra tiếp cái lớp fill này thì copy ra một lớp fill tiếp theo, copy kéo thì giữ cái lớp fill này thì kéo thả vào cái dấu cộng bên dưới của cái appearance này. Rồi em thấy chưa, nó vừa copy cho ta một một lớp fill ở đây nữa. Rồi chúng ta kéo nó xuống nằm bên dưới này của lớp fill trên đấy, bây giờ chúng ta chọn nó, bây giờ chúng ta chọn cái lớp fill thứ hai này này, thứ hai này này. Rồi cái lớp fill thứ hai này mục đích chúng ta tạo ra để gì? Chúng ta tạo cái màu hồng cái khối này cho nó bằng cách thì chọn cái lớp fill này đúng không? Em để ý này, thầy có thể số mục này ra, thầy chọn cái mục cái chỗ là color mixer, bây giờ chúng ta muốn màu hồng thì chúng ta gì? Kéo màu hồng lên màu hồng, bây giờ kéo sang màu hồng. Đấy. Lúc này á, các em để ý là cái lớp bên dưới vì hai cái chữ nó đang đè lên nhau đó em. Đấy, thì tắt mắt cho em xem. Đấy, thấy chưa? Là cái lớp màu hồng, fresh màu hồng nó nằm bên dưới cái lớp fresh màu trắng. Vậy như nào?
Như vậy trong cái lớp red màu hồng này, giờ thầy tiếp tục thầy vào chữ fx. Fx nè. Bây giờ thầy vào cái mục là distort and transform. Thầy chọn cái phần transform. Thì cái mục transform này cho phép chúng ta di chuyển cái đối tượng này cộng thêm một cái sang trục x hoặc sang một trục y, một cái khoảng cách nào đó để tạo ra một cái giác giống như chúng ta thấy độ dày như thế này. Trên cái chữ này chúng ta thấy đúng không? Thì chúng ta vào distort transform, chúng ta chọn cái transform. Thôi vậy ở đây các em lưu ý này, ở đây thầy chọn cái chúng ta quan tâm đến hai mục thôi các em. Ở đây chúng ta quan tâm cho thầy hai mục, đó nhất là horizontal với lại vertical. Thì hai này thì nó sẽ cho chúng ta trên trên xuống và qua trái qua phải. Thì ở đây thầy gõ hai thông số vào đây. Hiện tại các em để ý chúng ta gõ thông số từ từ vừa phải, từ nhỏ đến đến lớn này, chúng ta không có nhất thiết là gõ một số vào đây quá lớn thì nó sẽ tạo ra một cái bóng nó dài hơn, nó to đấy. Ở đây thầy gõ 1 mm thôi, gọi là 1 mm đó. Các em thấy nè, thầy kích vào review nè, này được chưa? Đó thì nó tạo ra một cái bóng bên dưới cái chữ fret này, được chưa nào? Và có một cái lưu ý nữa, thì khi chúng ta tạo ra cái phần effect này, chúng ta nhớ lưu ý là tích vào cho thầy một là scale stroke and effect. Tại sao chúng ta tích vào đây? Khi chúng ta tích vào đây mà chúng ta scale cái chữ này nhỏ xuống thì cái effect nó sẽ tỷ lệ thuận theo, có nghĩa là sẽ co nhỏ và to theo cái đối tượng mà chúng ta scale đó. Rồi. Còn ở đây chúng ta không cần copy thì chúng ta để không cần copy. Như vậy chúng ta ok. Như vậy là chúng ta đã có cái bóng phía bên dưới của chữ fret này đúng không? Là màu hồng này. Chúng ta thấy nó chưa đủ đồ hồng thì chúng ta đắp vào đây, chúng ta đổi màu, tăng lên, được chưa? Tăng lên. Đấy. Tăng lên. Rồi. Đây là cái lớp thứ hai. Tiếp theo, chúng ta sẽ có một lớp, em để ý các em để ý này, thấy cái lớp bên ngoài không? Là màu hồng nhạt này thì chính là một cái lớp offset path, offset path. Thì để tạo ra một cái lớp offset path này, thầy không tạo từ cái lớp fill màu hồng này mà thầy sẽ tạo từ cái lớp fill màu fill chính của là phơi màu trắng này. Có nghĩa là cái độ lớn của nó sẽ được tính theo cái khối màu trắng nha, cái chữ màu trắng. Như vậy thầy chọn cái lớp phim màu trắng này, thầy kéo thả copy lên một lớp nữa. Được chưa? Đấy. Rồi thầy cho nó xuống, kéo cái lớp này cho xuống dưới cái lớp phim màu hồng luôn. Đây. Cái lớp phim này thầy sẽ làm gì? Offset path là tăng cái độ lớn đường biên bao quanh cái chữ fret này. Đó, hình thành cái đường biên bao quanh như này đây. Như vậy thầy chọn vào đây. Màu trắng đúng không các? Rồi thì cũng vào cái FX là effect đó kìa. Thì vào cái chỗ path và offset path. Đấy nha, offset path này. Rồi các em thấy nào, nó sinh ra cái lớp màu trắng bao quanh. Tại vì sao màu trắng? Vì nó hiện tại nó màu trắng thì nó sinh màu trắng thôi, đơn giản thôi các em, nó không có vấn đề gì cả. Ở đây cái vấn đề offset path thì chúng ta sẽ tăng thay đổi thông số phần offset nào đây. Còn cái zone thì thầy chọn cái phần round, để nghĩa là sẽ cho bo tròn cái những cái góc cạnh cái chữ cho nó đẹp ha. Còn cái middle limit thì thầy để không, để 4 đi, nó mặc định như vậy chúng ta không cần chỉnh sửa gì nó nhiều đâu. Lúc này thầy ok nó thôi, thầy sẽ gõ luôn thông số cho nó chẳng nghe, thầy 4 mm đó, ok. Nhưng mà ở đây thầy thấy là giờ thầy muốn đổi nó màu khác thì sao? Thầy kích vào đây thôi, được chưa? Nhưng mà ở đây thầy đổi màu hồng, em để thấy sẽ là màu hồng hoặc màu hồng nhạt, nó tạo ra như thế này. Tuy nhiên ở trên cái hình mẫu thầy đang tạo cho các em thấy là nó sẽ có một lớp gradient, có nghĩa là từ màu hồng đậm sang màu hồng nhạt, các em thấy như nào? Như vậy chúng ta đổ màu như thế nào? Thì ở đây thầy chọn cái ký đổ là gradient. Đấy nha, bên này nó có 1, 2, 3. Bên này là swatch, cái này là cái color mixer. Cái này là gradient. Thì thầy chọn gradient. Đấy nha. Lúc này thầy kích vào cái công cụ gradient này. Và chọn cái kiểu đổ là linear. Linear là đổ từ trên xuống dưới, đổ thì đường dọc ngang. Đấy nha. Còn cái kiểu đổ này là đổ theo gì? Đổ theo đồng tâm, nó là nó sinh ra từ hình tròn á. Đổ từ giữa ra trong vào. Còn cái này là cái free form, là nghĩa chúng ta muốn cái chỗ nào chúng ta tích vào đấy ha. Thì cái mục gradient này thì thầy sẽ giảng vào trong cái bài sau, được chưa nào? Trước tiên là chúng ta chọn cái mục linear gradient này thôi. Và ở đây này nó sẽ có một cái góc độ là angle á, nghĩa là hiện tại nó mặc định là nó đổ từ trái qua phải, các em để ý thấy đúng không? Bên này là mình nhạt này, đổ từ trái qua phải, được chưa? Được chưa nào? Đó, đổ từ trái qua phải. Bây giờ chúng ta muốn đổ từ trên xuống dưới thì chúng ta trong một angle này chúng ta kèm sổ ra, nó có hai cái thông số giá trị âm trừ 90 độ và 90 độ. Thì chúng ta chọn trừ 90 độ. Nó đổ gì? Nhạt từ trên xuống dưới. Nha, nhạt xuống dưới là đậm. Bây giờ chúng ta không thích cái màu này, chúng ta thích màu khác đi. Thì chúng ta có thể
double con chuột vào đây của những hai điểm màu. Mặc định trên này nó cho chúng ta hai điểm màu, mặc định là nó cho hai điểm màu, nhưng chúng ta có thể thêm bất kỳ điểm màu vào nào khác vào đây cũng được hết, hoặc là chúng ta xóa nó đi bằng cách gì, giữ cái điểm màu đó, kéo vứt đi, kéo vứt đi, kéo vứt thì nó sẽ xóa hết cái điểm màu đó cho mình. Rồi chúng ta double vào đây, chúng ta thay đổi cái thông số đậm nhạt của cái lớp gradient đó. Các em để ý này, em thấy này, chỗ này này, nó nhạt nhạt. Dù thay đổi màu xanh, nó sẽ là màu xanh. Các em hiểu chưa? Rồi thì do màu trắng thì nó sẽ là màu trắng. Thay tăng lên hơi màu hồng nhẹ thì nó sẽ là hồng nhẹ. Rồi tương tự, nút bên này double vào, thay giảm một chút. Đấy. Như vậy là thầy đã có một cái lớp màu gradient cho cái phần offset path bên ngoài. Rồi, thầy cất ra ngoài. Đấy, như vậy là xong cái lớp offset path bên ngoài đấy. Còn cái lớp tiếp theo, các em để ý này, thấy này, cái lớp này, đúng không? Cái lớp này. Thì cái lớp này nó làm giống như cái lớp mà chúng ta, cái phim màu hồng khi nãy chúng ta làm của bên dưới cái chữ red này là như vậy đó. Rồi, để ý này. Thì chúng ta cũng sử dụng lớp nào? Cái lớp gray này. Chúng ta sử dụng lớp gradient này này. Đây, chúng ta làm luôn. Bằng cách chúng ta copy cái giữ này, giữ cái lớp fill gradient này này. Chúng ta thả vào trong cái dấu cộng này để copy ra. Được chưa? Ở đây chúng ta cũng vừa áp dụng cái offset path rồi đúng không? Thì chọn nó này. Chúng ta làm lớp nào thì chúng ta chọn lớp đấy. Các em hiểu như nào? Nhớ chứ đừng cái chọn lộn xộn là nó bị sai đó nha. Lúc này thầy đang chọn cái lớp fill này, lớp fill màu hồng này, thầy sẽ đổ một cái lớp khối bao quanh như thế này. Đó, các em để ý lớp khối này nè. Thì thầy chọn cái phần fill này đúng không? Thầy vào FX. Thầy chọn cái mục là cũng distort and transform nha. Distort and transform. Thầy chọn cái gì? Transform, giống như khi nãy mà đúng không? Rồi, các em để ý nữa nè. Sau khi thầy chọn rồi á, thầy sẽ làm khối cho nó. Khối cho nó. Đúng không? Rồi, ví dụ thầy gõ, ví dụ đây là hồi nãy là thầy gõ giờ 40 ly đi. Các em thấy nó sinh ra khối nè. Đó, thấy ra khối không? Đó, thấy sinh ra khối chưa? Ra khối nè. Đấy, sinh ra khối. Nhưng mà chúng ta chưa quan tâm về màu ấy. Màu thì chúng ta có thể đổi được nghe. Chúng ta quan tâm đến cái vấn đề tạo khối trước đã. Còn màu thì chúng ta sẽ thay đổi được thì bởi vì cái lớp này là lớp gradient mà chúng ta cũng có thể đổi màu được đấy. Rồi ở đây các em nhớ, hiện tại khi nãy là chúng ta cái lớp đầu tiên là chúng ta không copy đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ copy lên này. Dù thầy copy 50 bước, có nghĩa là từ cái đối tượng A sang đối tượng B là nó sẽ có 50 cái hình nó được copy lên, nó tạo thành một cái hiệu ứng cảm giác chúng ta thấy nó như là khối này như vậy đó. Thì ở đây thì gõ ví dụ như mà càng nhiều lớp thì càng mịn nghe, càng nhiều lớp thì cảm giác cái khối nó sẽ càng mịn. Thì ở đây sẽ để là khoảng tầm 50. Rồi. Thì tích vào đây 50 thì review này, nó to, nó dài ra đây, em thấy này. Thì zoom lên các em để ý nè. Em thấy đâu không? Mỗi cái nó sẽ có 50 lớp, 1 2 3 4 50 lớp như vậy đó. Rồi. Thì khi số lượng lớp nó tăng lên thì đồng nghĩa với cái việc cái mu của hai cái trục x và y này này, horizontal và lại vertical này, nó làm cho cái khối bóng của nó dài ra. Thì chúng ta phải giảm cái thông số này lại nghe. Chúng ta giảm thông số hiện tại 40 ly thì gõ là 0.2. Đó em thấy chưa? Là nó gần lại. Bây giờ nè, thì cái tăng số lượng lên thì nó sẽ xa ra, thì những bắt buộc thì cái thông số mu này chúng ta phải giảm lại để cho gì? Nó gần cái khối lại. Ở đây 0.2 vẫn còn lớn thì thầy cho 0.1. Đây là 0.1. Review lại, em thấy chưa? Nó tạo ra cái khối như vậy. Rồi, sau đó chúng ta ok. Cái riêng cái phần scale này chúng ta không điều chỉnh gì nghe các em. Nhớ hả? Angle này chúng ta cũng không điều chỉnh gì luôn. Ok. Rồi, vì còn lại là chúng ta sẽ đổi màu cái lớp màu hồng này. Đây, cái lớp fill này trở thành cái màu đậm hơn như này đúng chưa? Thì tại vì thì kích vào đây thôi, kích vào cái ô màu của nó. Và thầy đổi double vào đây. Tăng cái màu hồng lên. Em thấy màu hồng lên chưa? Rồi. Ở đây, đứt vào đây để tăng lên. Đấy, các em thấy chưa? Đó. Đấy, như vậy là xong rồi đó các em. Đơn giản thôi, rất là đơn giản luôn. Đúng chưa? Giống như hình mẫu không? Giống như hình mẫu nè. Rồi, thì cái hai của cái tính năng Take Effect này nó cho phép chúng ta, ví dụ như khi chúng ta tạo cái hiệu ứng như thế này rồi, thì chúng ta có thể là thay đổi nội dung bằng cách thì thầy chọn chữ T này đúng không? Thầy bôi đen nó và thầy gõ là cái chữ khác, ví dụ như là học thiết kế, ví dụ như hả, thầy gõ summer. Rồi thầy kết hợp với vài thứ khác, ví dụ như ở đây thì vào effect thầy chọn cái phần
wap, thầy chọn cái phần các cái kiểu mà uốn cong, ví dụ như vậy. Đấy, em thấy chưa? Đó, thì bạn nhỏ quá sẽ tạo ra vài kiểu uốn cong như vậy. Em thấy gì trong một số thiết kế backdrop em thấy như thế này đúng không? Trong này rất là nhiều, thầy vào effect này, thầy vào warp ha. Trong đây này, em chọn một cái bất kỳ, sau đó chúng ta sửa cái một style này ra. Các em có thể chọn nhiều kiểu khác nhau tùy theo cái yêu cầu của cái bài làm. Đó. Em thấy như nào? Ok. Như vậy là xong rồi ra. Rồi ví dụ các em muốn thêm một lớp drop shadow đi. Ví dụ ở đây thầy muốn thêm một cái lớp shadow đổ bóng bên dưới cái chữ summer này nữa. Thì thầy làm như sau. Thì cũng là trên cái lớp thầy kéo, các em kéo muốn nó dài ra thì chúng ta để chuột vào đây này, chúng ta kéo cho nó dài ra. Được chưa? Các em chọn cái chữ mà chúng ta vừa làm đó, chúng ta tới một fill này nè, thấy fill không? Em thấy chưa? Chọn cái lớp fill cuối cùng này. Thì vào cái chữ FX này, thì chọn cái lớp stylish, chọn drop shadow nó nằm đây em. Đó, em thấy sinh ra cái drop shadow chưa? Rồi. Thì ở đây thì chọn lớp multiply, thì bởi vì multiply nó sẽ hòa trộn với lớp cái màu sắc của bên dưới ha. Cái màu sắc thì thầy có thể cho nó hơi xanh đậm một chút, hồng hồng ha, tím hồng. Rồi ok. Em thấy nó hơi hồng hồng nè, thấy chưa? Rồi. Cái trục x trục y nghĩa là cái bóng, vị trí của cái bóng đũa đó em để ý nó thầy tích nè. Đó, nó di chuyển qua lại, thấy chưa? Đấy. Thấy chưa? Di chuyển qua lại. Đấy. Còn cái blur này là cái gì? Em thấy cái bao quanh của cái đường bóng này em thấy mịn mịn đúng không? Thì ví dụ như thầy tăng giảm blur này, sát nát, tăng lên, đậm lại, thấy chưa? Rồi cái opacity là cái độ nhạt ha, nhạt và đậm của cái bóng đó nè, nhạt xuống. Em thấy chưa nào? Rồi ở đây có chữ darkness, darkness là nó sẽ tự động hòa sát với lại cái đối tượng bên dưới luôn không? Thì chọn darkness, em thấy chuyển sang màu xanh đúng không? Nó không còn là màu hồng, tím hồng như này đúng không? Thì chọn darkness đó. Như vậy thì ok. Như vậy cái chữ summer của thầy nó vừa có bóng đổ vừa có tạo khối như vậy. Đấy. Đơn giản giản không em? Rồi. Thì các em khi chúng ta làm bài thì cố gắng xem và làm từ từ các em. Còn bạn nào không hiểu thì giống như mọi clip khác thôi, các em nhắn dưới phần comment để thầy có thể hướng dẫn, và những clip sau thầy sẽ hỗ trợ thêm, nhắc lại một số cái nào mà chúng ta chưa hiểu. Và cố gắng các em xem thì đăng ký nha các em, để mới có động lực mà để làm clip cho các em chứ. Cảm ơn các em nhiều và hẹn các em ở những clip sau.